tiền chấm cơm, thử mười mày con súng Free Fire chỉ mới 10k, các bạn sẽ có cơ hội nhận ngay Scar Titan 9999 kim cương và còn nhiều vòng quay hấp dẫn chỉ có tại shop tội tiền chấm cơm. Các bạn nhanh tay chỉ cập đường link bên dưới để tham khảo nha. Hello, xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng tất cả anh em quay trở lại cả cái clip tiếp theo của mình. Đấy, như anh em biết đấy, hiện tại bây giờ là Sơn Béo đang không còn ở tem rồi và Huân thì vẫn còn đấy, Huân thì đang làm việc không thì không quay nữa. Đấy, có Sơn Béo thì thôi anh em ạ, đấy xong rồi mọi chuyện nói chung là hôm nay đến thời điểm này nói chung là quá là tốt đẹp rồi. Vì hôm qua nói chung hiện tại Sơn Béo đang ở Kim Thành đấy, tôi không biết là ông ấy chơi kiểu gì, ông đang từ huyện Bình Giang nhảy một phát như huyện Kim Thành nhăng cái mới hôm qua lúc gọi điện thì đang bảo ở Kim Thành, à nhập lúc gọi điện đang bảo ở Bình Giang nhắn em lên gọi điện phát ra ở Kim Thành rồi. Ông này ông chạy như kiểu là như kiểu nói chung không biết miêu tả cái gì, nhìn định bảo như chạy như chó rông như từ chó hay chạy như anh ạ. Đấy thì hôm qua mình gọi điện anh Sơn rồi, anh Sơn anh bảo đồng ý là anh ấy sẽ tha cho Huân rồi, vì Huân không có lời xin lỗi cả anh ấy rồi, vì anh không muốn chấp trẻ con. Anh bảo là bây giờ cháu con lúc ấy là anh Sơn bực tức quá vì là bất ngờ, gọi là kiểu bất ngờ quá, vì khi tự nhiên mình dắt Huân về, mà Huân lại là cái người mà trước là cả tem mình ghét, vì là Huân lại dắt cái thằng mà ăn trộm kênh mình về nên là cả tem mình ghét Huân như thế, nên anh Sơn cũng tức, thì anh Sơn mới như thế thôi. Còn hiện tại bây giờ là xong rồi, nói chung suy nghĩ anh Sơn là người lớn mình cứ xí nhưng mà nên tất cả đã xong rồi, thì bây giờ thì cũng muộn rồi nên là mình không thể nào mình nên Kim Thành mà mình đón được anh ý, thì mình cứ bảo anh ấy là thôi cứ anh ấy sống đất đấy, anh quen em mấy em nhân viên ở KTV ở đâu thì cứ ở lấy một đêm mai em đón đấy. Thì anh Sơn mình thật sự người luôn, trước có nhiều KTV đấy rồi, anh treo tới thôi, không là anh em lại hiểu lầm, tưởng anh Sơn này năng nhăng thì chết chứ anh Sơn không quen ai ở KTV đâu, chỉ có trước một thời của mình ở Kim Thành thôi, thì anh nghĩ lại về đấy, anh nghĩ có nhiều anh em ở đấy mà, thì anh ấy nghĩ về đấy để cho mình không gặp luôn đấy. Mà thôi xong rồi thì mai mình sẽ đi đón anh Sơn mới nhá, đón mình sẽ tiếp tục về tem làm và sẽ tiếp tục vừa cùng nhau tạo ra các sản phẩm hay cho anh em xem nhá. Ok thôi bây giờ mình dừng clip, rồi mai mình sẽ nên quay cảnh lên đón anh Sơn cho mọi người xem. Ok anh em ơi, mình đang đi đón anh Sơn anh em ạ. Đấy anh Sơn đây rồi, quả này về gặp Huân thì không biết cảm giác nhỉ. Đây rồi, ôi cái gì kìa, ôi cái gì đánh nhau, ôi anh Sơn cái gì đấy, sao đánh nhau, ôi đánh nhau, sao nhanh. Mày đi mẹ làm YouTube, chung một con này làm chung YouTube đúng không? Mày làm chung với nhau đúng không?
Rồi, bọn em là làm chung nhóm với nhau. Rồi, bọn em về đây. Tối mai tao lên thẳng quán mày luôn. Quán mày đâu? Bọn em ở dưới Thái Dương. Tối mai lên thẳng quán mày luôn nha. Nhưng mà anh nói đi, phải nói lại chứ em có động chạm gây hổ gì với anh đâu. Tao mắt tao thích mày đúng không? Anh cứ thích bỏ nhà đi.